Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Năng lực thu hút đầu tư của Việt Nam tụt hậu so với khu vực Ngày 2 tháng 10, VOA tiếng Việt cho hay Chưa chọn Việt Nam, Google đầu tư hàng tỷ đô la vào Malaysia, Thái Lan Vì sao? Theo đó, Google, hãng khổng lồ về công nghệ của Mỹ tuyên bố liên tiếp trong 2 ngày nay về việc đầu tư tổng cộng 3 tỷ đô la vào Malaysia và Thái Lan để xây dựng các trung tâm dữ liệu, thay vì chọn Việt Nam, dù hãng đã cân nhắc tới Việt Nam cách đây hơn một tháng. Hình ảnh bài trên VOA. VOA dẫn lời tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ ở Na Uy nói rằng Việt Nam bị bất lợi khi cạnh tranh với hai nước láng giềng trong trường hợp cụ thể này về các mặt gồm chất lượng nhân lực, cơ sở hạ tầng và niềm tin của doanh nghiệp về mức độ can thiệp của chính quyền vào hoạt động kinh doanh. VOA trích từ các hãng tin nước ngoài cho biết Google và chính quyền Malaysia đã làm lễ động thổ xây dựng một trung tâm dữ liệu kèm vùng lưu trữ dữ liệu đám mây trị giá 2 tỷ đô la hôm 1 tháng 10. Google nói rằng khoản đầu tư này sẽ tạo ra 26.000 năm trong việc làm và đóng góp hơn 3 tỷ đô la vào nền kinh tế Malaysia trong thời gian từ nay đến năm 2030. Trước đó một ngày Google cũng khẳng định sẽ đầu tư 1 tỷ đô la vào một trung tâm tương tự ở Thái Lan tạo ra trung bình 14.000 việc làm mỗi năm từ nay đến năm 2029. Theo VOA, chỉ cách đây hơn một tháng, hôm 29 tháng 8, các hãng tin nước ngoài đưa tin rằng Google cân nhắc việc xây dựng một trung tâm dữ liệu lớn ở Việt Nam, có thể là tại một nơi gần Sài Gòn. Nếu điều này trở thành hiện thực, đó sẽ là dự án đầu tiên thuộc dạng này ở Việt Nam do một hãng công nghệ lớn của Mỹ đầu tư nhưng cho đến nay vẫn theo voa chưa có thêm thông tin về việc google có thực sự đầu tư vào việt nam hay không một trong những lý do khiến việt nam để tuột mất khoản đầu tư của google theo tiến sĩ nguyễn huy vũ là chất lượng nhân lực ở việt nam không bằng hai nước láng giềng nêu trên các trường đại học của họ từ lâu đã dùng tiếng anh như ngôn ngữ thứ hai rồi người kỹ sư hay người quản lý ở trình độ cao thì dễ tìm khả năng chất lượng làm việc của họ cao hơn hẳn việt nam Google và chính quyền Malaysia làm lễ động thổ xây dựng trung tâm dữ liệu 2 tỷ USD. Yếu tố thứ hai mà Việt Nam kém Malaysia và Thái Lan là cơ sở hạ tầng. Tiến sĩ Vũ cho rằng, đường cao tốc, mạng internet và những cơ sở vật chất khác của hai nước kia tốt hơn nhiều so với Việt Nam. Nguyên nhân thứ ba là cơ chế dân chủ ở Malaysia và Thái Lan, dù chưa hoàn hảo như các nước phương Tây, song vẫn hơn Việt Nam hai nước này có quốc hội tách bạch với chính phủ có lực lượng đối lập chính quyền tôn trọng thông tin của người dân và doanh nghiệp không có việc chính quyền ép doanh nghiệp phải chia sẻ thông tin khi chính quyền muốn theo dõi người dân ông vũ đưa ra bức tranh khái quát ông vũ lưu ý thêm rằng mức lương công nhân và kỹ sư tại việt nam giờ đây đã cao hơn trước rất nhiều và không rẻ hơn so với hai nước láng giềng này VOA cũng đã liên lạc với Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Ngoại giao để hỏi về phản ứng của họ liên quan đến quyết định mới nhất của Google, nhưng chưa nhận được câu trả lời. VOA cho biết tiến sĩ Vũ nhận định rằng Việt Nam đối mặt với những cản trở không dễ vượt qua, đó là nền giáo dục lạc hậu. Và vấn đề lớn hơn nữa là cơ chế chính trị không tạo đất sống cho tự do ngôn luận, tự do học thuật, tự do sáng tạo. Tiến sĩ Vũ nhấn mạnh Kiểm soát ngôn luận và thông tin, kể cả thông tin ở dạng dữ liệu là nét đặc trưng của đất nước do Đảng Cộng sản nắm độc quyền lãnh đạo với lý do duy trì an ninh quốc gia. Nhưng điều này mâu thuẫn với nhu cầu độc lập của các công ty công nghệ và vì vậy họ không thấy thoải mái khi hoạt động ở Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức khung học thờ thời thời báo.d với bản tin năng lực thu hút đầu tư của Việt Nam tụt hậu so với khu vực Lạm thu trong trường học dưới danh nghĩa xã hội hóa, ngày 30 tháng 9, AFA tiếng Việt bình luận từ chuyện cô giáo xin cái laptop đến chuyện lạm thu trong trường học. Theo đó, một giáo viên đã xin phụ huynh hỗ trợ tiền để mua một cái laptop mới, bị hiệu trưởng ký quyết định đình chỉ công tác 15 ngày, gây nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Lý do tạm đình chỉ công tác cô giáo này là để xác minh, làm rõ đơn vị phản ánh, ổn định tình hình phụ huynh học sinh trong thời gian xem xét hướng xử lý kỷ luật hình ảnh bài trên AFA. AFA cho biết việc kỷ luật cô giáo gây nhiều tranh cãi, có người cho rằng cần phải lên án và kỷ luật cô giáo để ngăn chặn việc giáo viên vòi tiền phụ huynh học sinh. Cũng có người cho rằng cần phải đấu tranh đến cùng với tệ nạn lạm thu, tận thu trong nhà trường. Có như thế thì môi trường giáo dục mới tốt lên được. AFA dẫn quan điểm của nhà giáo Đinh Kim Phúc Người ta thường nói xã hội hóa giáo dục, tức là ngoài phần ngân sách nhà nước cho giáo dục thì phụ huynh học sinh phải đóng góp vào quá trình đào tạo trong nhà trường. Nhưng hiện nay, tuyệt đại đa số hội phụ huynh của trường cũng như của lớp là cánh tay nối dài của ban giám hiệu để vận động quyên góp cho những khoản ngoài quy định của nhà nước, có những khoản hết sức vô lý. Còn trường hợp cô giáo này là ngoại lệ và không có lý do chính đáng Tôi cho rằng việc xin phụ huynh hỗ trợ cái laptop là không nên. Tôi nghĩ rằng ban giám hiệu và lãnh đạo các cấp phải nghiêm cấm vấn đề này để tránh việc lạm dụng phụ huynh mua cái này, cái kia. Hình ảnh cô giáo xin tiền phụ huynh mua laptop. AFA dẫn ý kiến của một số chuyên gia trong ngành giáo dục cho rằng khái niệm xã hội hóa giáo dục bị biến tướng thành lạm thu trong trường học và nhà trường mượn tay hội cha mẹ học sinh để thực hiện các việc lạm thu này. Chuyện kỷ luật một cô giáo không làm thay đổi được vấn nạn xin tiền phụ huynh một cách công khai hay quyên góp theo kiểu tự nguyện bắt buộc tại hầu hết các trường học trong cả nước mà cần phải có quyết định từ Bộ trưởng Bộ Giáo dục. AFA tiếp tục dẫn lời nhà giáo Đinh Kim Phúc cho rằng chuyện lạm thu, tận thu trong trường học là vấn nạn của nền giáo dục Việt Nam từ nhiều năm qua nhưng không được giải quyết, dẫn đến chuyện một cô giáo công khai quyên góp tiền của phụ huynh để mua một vật dụng mà cô cho là để phục vụ cho việc giảng dạy. Theo AFA, Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đã lên tiếng cho rằng sẽ xử lý nghiêm hành vi sai trái của giáo viên này. AFA dẫn nhận xét của luật sư Đặng Đình Mạnh nói rằng lỗi của cô giáo không lớn đã được khắc phục và cũng đã trả giá từ trong nhà trường đến ngoài xã hội. Theo ông như vậy là đã quá nặng nề với cô giáo, nhưng việc một số người đưa hình ảnh cá nhân của cô giáo này lên mạng xã hội, rồi truyền thông cũng hùa vào để đưa video hình ảnh của cô giáo lên công khai là phản ứng quá mức cần thiết. Điều này khiến luật sư Mạnh liên tưởng đến hành vi đấu tố khốc liệt trong thời kỳ cải cách ruộng đất mà chế độ cộng sản thực hiện tại miền Bắc trong thập kỷ 50. Ông nói trong bối cảnh đó, ông Tô Lâm, Tổng Bí thư, kiêm Chủ tịch nước tự tiện mang 500 máy tính và 10.000 tấn gạo tặng cho Cuba trong chuyến công du Bắc Mỹ, lại không thấy mấy người phê phán. Vì lẽ người dân Cuba nghèo khổ không phải vì thiên tai mà vì sự lựa chọn chính thể sai lầm của chế độ cầm quyền, cho nên việc tặng gạo và máy tính hoàn toàn không chính đáng. Trường hợp của cô giáo tham lam tài sản của phụ huynh không phải của người dân thì nhiều người và truyền thông đấu tố rầm rộ. Trong khi đó, ông Tô Lâm tự tiện tặng tài sản của dân theo cấp không chính đáng, thì những người và giới truyền thông đã từng hùng hổ tấn công cô giáo ấy chỉ biết câm lặng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo chấm D với bản tin Lạm thu trong trường học dưới danh nghĩa xã hội hóa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của Thời Báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất